Hello chào các bạn quay trở lại clip chơi game của mình. Clip ngày hôm nay mình sẽ thử thách bản thân, đó chính là tiêu diệt bọn Sanhead. Và không những có Sanhead, what the hell, nó còn có cả rồng 5 đầu các bạn. What the hell, rồng 5 đầu, cả Sanhead nó đang đánh nhau. Bây giờ chúng nó không tấn công vào cổng thành của mình mà chúng nó đang đánh nhau các bạn ạ. What the hell các bạn. Holy shit, Sanhead. Sanhead giết rồng rồi các bạn ơi. Con rồng có lẽ hình như đã bảo vệ mình trong ngày hôm nay nhưng mà cuối cùng là bị Sanhead nó giết. What the hell, con Sanhead đắc. Đây là con Sanhead đắc với các bạn này. Nó to vãi trưởng luôn các bạn. Holy shit, tao đang cố tình nó treo lên đây. Từ từ mình phải bắn nó. Mày kiếm đi lợn này. What the hell các bạn. Phải giết bằng được nó các bạn ạ. Holy shit, hai con rồi. Sợ té đái rồi các bạn ơi. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ thử thách bản thân, đó chính là tiêu diệt hết các bạn Sanhead này cho bạn xem. Ok, từ, mình đang có vẻ như là đang rất hồi hộp các bạn. Mình phải bắn như này để cho nó không thể leo lên, nó sẽ trúng đạn của mình các bạn ạ. Holy shit, bắn người này không chết rồi các bạn ơi. Từ, mình sẽ phải nghĩ một cách khác. Đây, mình nghĩ ra một cách rồi. Đây, mình sẽ sử dụng khẩu này, mình bắn nó. Ok, bây giờ mình sẽ ngắm vào người nó. Nó lên đây. What the hell. Nó vừa thấy mình rút súng ra phát nó chạy mất dép rồi các bạn ạ. Nó đâu rồi. Nó đi rồi các bạn ạ. Holy shit. What the hell. Nó chạy rồi các bạn. Nó sợ khẩu súng này của mình như sao ấy. Ok, từ, mình sẽ bắn xuống nhá. Oh, wow, no. Nó đây này. Bắn đi từ từ. Holy shit. What the hell. Xong rồi bạn. Yeah. Cuối cùng mình đã chết bạn nhé. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Bị bay ra đây. Nó cắn chết rồi các bạn. Bọn Sanhead ngày hôm nay quá là mạnh. Con rồng 5 đầu kia tập trước của mình nó rất là mạnh luôn. Nó đánh có thể giết được Sanhead. Nhưng mà ngày hôm nay à đúng rồi. Ngày hôm nay có vẻ như là bọn Sanhead quá đông các bạn ạ. Con rồng không thể địch được. Mình không rõ là con rồng hôm nay nó bảo vệ mình hay không. Nhưng mà có thể là chúng nó tranh nhau để chúng nó tìm đến mình để chúng nó giết mình các bạn ạ. Cho nên là có thể là không phải là nó binh mình đâu, không phải nó bảo vệ mình đâu các bạn. What the hell, nó đứng ngay gần mình rồi các bạn. Từ mình sẽ sử dụng khẩu thần công mình bắn nó. Mình sẽ đứng trong này. Đấy, mình sẽ ngắm con này, ngắm con từ xa nhé. Bởi vì tên lửa này nó chỉ có tác dụng bắn từ xa thôi. Ok các bạn, một viên rồi. Được rồi, con này nó đang đứng đây nhưng mà nó không làm gì ở mình. Bởi vì bọn Sanhead thông thường này nó không thể trèo lên ở đây được. Chỉ có bọn Sanhead đắc nó mới trèo lên thôi. Từ mình sẽ ngắm con này đã. Holy shit. Nó không chết các bạn ạ. Từ, đây. Rồi, một viên nữa, là ba viên. Không chết. Mình tin chắc rằng 4 viên sẽ nó sẽ chết. Thêm một viên nữa. Mày chết đi. Ok nhá. Cuối cùng thì là một con Sanhead đã bị mình tiêu diệt. Bọn này có lẽ nó sẽ sợ mình đây. Holy shit, nó đông vãi trưởng các bạn ạ. Từ, anh em bình tĩnh nhá. Trong trường hợp này chúng ta phải rất là bình tĩnh. Nếu như chúng ta mà mất bình tĩnh ấy là bọn Sanhead đắc nó sẽ tấn công mình ngay. Ok, lặp đạn lại nào ạ. Oh no. Con đắc Sanhead nó giết mình rồi. Nó to vãi trưởng các bạn ạ. Thôi được rồi. Được rồi bạn, bây giờ mình nghiêm túc nhá. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải giết bọn này thôi. Mình sẽ mở cửa cổng ra. Từ bạn ơi. Không, cái cửa cổng này như cổng vào bạn ạ. Mình sẽ mở trước ra để đề phòng bọn Sanhead đắc nó tấn công mình ở khu vực này. Từ, bây giờ mình sẽ phải rút súng ra đã. Đâu rồi. Mình sẽ phải rút khẩu thần công này ra. Chỉ có khẩu thần công mới có thể tiêu diệt được bọn Sanhead. Nhưng mà mình không rõ là khẩu thần công mình nhét ở kho đồ nào ấy các bạn. Đây. Chính là khẩu này. Mình sẽ cắm bắn nó. Nhưng mà mình sẽ phải cẩn thận với bọn Sanhead đắc ấy. Nó sẽ tấn công mình ở đây này. Ok. Mày chết này. Ui, chạy vào nhanh. Chết rồi. Không kịp các bạn ạ. Không kịp rồi. Cuối cùng thì nó vẫn bắt được mình các bạn nhé. Được rồi các bạn ơi. What the hell luôn. Nó giết mình từ nãy giờ rất nhiều rồi các bạn. Các bạn để ý cái xác của mình ý. Nó giết mình xong thì cái xác của mình sẽ mất đầu nhé. Bởi vì bọn Sanhead này nó sẽ ăn đầu của mình các bạn ạ. Nó không ăn người đâu, nó chỉ ăn đầu thôi. Đây, cái góc, chính là cái góc này có thể mình sẽ bắn được nó này. Vừa nãy giờ mình bắn một con rồi nhưng mà nó không... What the hell, các bạn nhìn này. Holy shit.
Nó lên tận cung thành của mình luôn này. Ui, nó đứng đây nó chơi này các bạn này. Mình đã bảo rồi, con quái vật xa đến hết đắc này nó khỏe lắm, nó nhanh nhạy lắm. Mình sẽ bắn con này trước nhé. Mình sẽ xử lý con này trước. Đây. Ok, mình sẽ xử lý con này trước. Mày chết. Ok các bạn, nó chết. Holy shit. Oh no no, chạy vào nhà. Chạy vào nhà nhanh. Mở cửa ra, trời ai đóng cửa này. Trời. Đây. Thật sự là mình hơi luống cuống các bạn. Nó lên tận đây luôn mà. Đây, mình sẽ bắn chết con này. Mình sẽ bắn chết con này. Mày holy kẹt đây rồi. Chết cha rồi. Oh no, kẹt ở cửa rồi. Quả pháo to vãi trưởng này. Ok, nó phát nổ các bạn ạ. Được rồi, ok, mình chỉ còn hai quả thôi. Từ, đây. Mày chết. Holy shit, con này nó tiến công mình rồi các bạn. Mình sẽ đốt nó. À không, đây không phải đốt, đây là bắn tên lửa. Mày chết đi. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi các bạn ơi? Nó chạy đâu rồi? Từ, mình bắn con này nhá. Từ, con đấy phải sử dụng thần công các bạn ạ. Từ, mình sẽ sử dụng con này đã. Holy shit. Nó bay đi đâu các bạn ạ? Được rồi, từ mình phải cảnh giác cái con săn hét đắc kia, nó đang đứng ở trên đầu mình ấy. Mình chắc chắn nó đang đứng trên đầu mình. Mình sẽ cắm tên lửa vào người bạn này đã. Mày chết, một viên. Mà nó không chết các bạn ơi. Cái vũ khí này quá tầm thường để mà giết được nó. Đây. Đây rồi. Sẽ bắn nó. Chết. Ok các bạn. Nó đi rồi các bạn ạ. Rất là may luôn đấy. Như vậy là mình đã biết cách để giết được nó rồi. Có một con, đây này, nó đây này, hai con luôn này. Holy shit, mở cửa ra. What the hell rồi các bạn. Đi rồi, từ, đây. Mình sẽ sử dụng khẩu thần công này, mình giết nó. Ôi, hết đạn rồi. Hết đạn rồi các bạn ạ. Cái khẩu thần công hết đạn rồi, làm sao bây giờ? Thôi rồi các bạn ơi, mình nghĩ là mình phải loop vào đá. Mình sẽ sử dụng một khẩu súng khác. Không còn khẩu súng nào khỏe để có thể giết được nó luôn đấy các bạn. Đâu ta? Đây, mình sẽ sử dụng khẩu này đi. Khẩu này bắn xuyên giáp thôi nhá. Mày, đốt nó. Mày chết đi. Con quái vật khốn nạn này. Mày chết này. Cái cơ thể của quái vật này nó to khoảng độ gấp 3 lần mình các bạn nhé. Nhưng mà nó rất nhanh nhẹn đấy các bạn ạ. Mày, nó không chết các bạn ơi. Nó không chết được rồi. Những cái vũ khí tầm thường như này ấy, không thể giết được nó. Từ các bạn, phải sử dụng nó khác thôi. Đây là trích điện nhé. Nhưng mà hình như là bọn sai này hết này nó bị miễn dịch với cả điện hay sao ấy. Mình không thể dùng điện được các bạn ạ. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng một loại vũ khí khác thôi. Bây giờ trong kho vũ khí của mình quá ít đồ đi. Đây. Mình sẽ sử dụng năng lực của Wi-Fi nhé. Đây là tạo ra phép thuật đấy. Mày chết đi. Mày. Ok các bạn, nó chết rồi. Sau một loạt cú bắn thì nó đã chết rồi, còn một con này nữa. Mày. Yeah. Ủa, các bạn nhìn máu kìa. Các bạn nhìn máu toét ra kìa. Bọn này chảy máu nha các bạn nhá. Bọn sai này hết đắc này rất là nhanh nhẹn và khỏe, nhưng mà nó sẽ chết và nó sẽ không hồi sinh được nha các bạn. Những con nào mà chết mà có máu ấy là nó sẽ không thể hồi sinh được nhá, tức là nó bị chết rồi. Còn con này nữa này. Mày chị ạ. Nó chết rồi các bạn nhá. Ơ, chết rồi, hết năng lượng hay sao không bắn được các bạn ạ? Hết năng lượng rồi. Không bắn được này. Hình hết pin hay sao ấy. What the hell, hết pin rồi các bạn ạ. Thôi rồi, mình phải dùng loại khác rồi. Loại này hết pin rồi, không bắn được nữa. Hết pin là không bắn được các bạn nhé. Ở đây mình còn 3 viên, mình nghĩ là mình sẽ đủ để mình giết được một con. Ít nhất là sẽ giết được một con. Bây giờ mình sẽ bắn con này đầu tiên này. Một viên trúng rồi các bạn. Nhưng mà hơi bị lệch sang một tí. Đây. What the hell. Lổ tung hết cả lên rồi nhưng mà nó không chết. Đây còn con này nữa. Mày chết đi con dài. Yeah, ok các bạn.
Như vậy là con Sinehead đắc là bị chết chứ không phải là con Sinehead kia bạn nhé. Con kia vẫn khỏe lắm các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng lửa để mình thiêu nó. Đây. Đây là phép thuật của Pháp Sư Hunter nhá. Mình sẽ thả lửa, thả bom lửa. Ok, nó chết rồi các bạn, nó đi rồi. Lâu 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 lâ
Giết mình rồi các bạn ạ. Nó quá nhanh. Nó đến quá nhanh, không thể nào kịp được luôn đấy các bạn. Từ từ, mình đứng ở vị trí nào đây? À đúng rồi, mình... nó đến đây rồi các bạn. Từ từ, mình có một loại vũ khí khác dành cho nó. Đây. Thiên thạch rơi trúng đầu nó này. Một quả thiên thạch rơi vào đầu nó. Mày chết. Mày chết, không trúng đích rồi các bạn ơi. Không trúng đích rồi. Không được các bạn ơi, nếu đứng ở góc này không bắn được rồi. Đây. Mày. Ok các bạn, nó đi rồi. Còn cái lũ quái vật kia thì mình sẽ xử lý bằng cái cách này. Mình sẽ gọi thiên thạch xuống để giết chúng nó. Ok, từ từ, bây giờ mình phải leo lên trên này cơ các bạn. Nó mới nhìn được. Nhưng mà tầm này không biết nghe kiểu gì luôn ấy. Cầu thang ở đây. Thôi, được rồi, mình sẽ đứng ở dưới mình bắn luôn nhé. Mình sẽ gọi thiên thạch đến để hỗ trợ mình. Thiên thạch này thì mình sẽ được hai lần gọi nhé bạn nhé. Holy shit, nó đến rồi. Các bạn thấy không? Nó đến rồi. Con này đến giết mình các bạn. Từ từ, lo. Nó đang đến giết mình, nó chết rồi sao ấy? Holy shit. Bọn kia vẫn không chết các bạn ạ. Đây này. Được rồi. Bây giờ mình sẽ có thần công rồi các bạn. Mình vừa nạp đạn khẩu thần công rồi nhá. Đây. Đây còn 4 viên, ok. Mình sẽ xử lý bọn này. Mày chết. Ok, một con. Nó lên rồi. Chết rồi. Mày chết. Ok các bạn, 2 viên nó mới chết các bạn ạ. Như vậy là mình hết đạn rồi. 2 viên nó mới chết. Còn bọn kia nữa các bạn ơi. Từ hết đạn rồi, bây giờ mình phải thay súng thôi. Mình sẽ dùng 6 nòng để mình phá giáp của nó. Ok. Cái con đấy là cái con bị yếu mạng rồi các bạn nhá, nó yếu máu rồi. Cái con đấy nó bị trúng cái lúc mà mình bắn tên lửa ấy, nó trúng rồi nhưng mà không chết, nó chết con săn hết đắc. Cho nên bây giờ nó mới chết nhá. Mình sẽ giết con săn hết đắc trước. Ok, xong rồi bạn. Các bạn biết vì sao mà 6 lòng mình xả một phát nó chết không? Bởi vì là nó lại suy yếu từ cái lúc mà mình bắn thiên thạch xuống ấy. Và con này nữa. Con này vẫn khỏe lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn này. Nó bị tuét máu rồi, nó sắp chết các bạn ạ, nó sắp chết. Xuyên giáp nó. Hình như năng lượng điện này không làm cho nó bị làm sao hay sao ấy. Đây. Không chết các bạn ạ, khỏe quá. Không chết rồi. Được rồi, bây giờ mình nghĩ ra một cái cách, đó chính là mình sử dụng thanh đao của Dom nhé các bạn. Đây, mình có một thanh đao của Dom khỏe cực kỳ luôn. Nhưng mà thanh đao của Dom này ấy, thì các bạn phải chém trúng người nó trước khi bị nó bắt. Mình phải chém nhanh nó, mình ra sau mình chém nó. Mày chết. What the hell các bạn. Nó xé xác mình ra làm đôi rồi. Nó ăn đầu của mình rồi các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình vừa mới có lại được khẩu súng thần công xong. Bây giờ mình sẽ dùng khẩu thần công này mình tiêu diệt nốt 2 con săn hết còn lại. Đây, nó vẫn ăn mình các bạn. Mày chết đi con dại. Ok, một con đã chết. Còn một con cuối cùng. Mày. Xong. Nó đi rồi các bạn ạ. Nó đi rồi. Ok, như vậy là cái cuộc tấn công ngày hôm nay thì là có mặt cả con rồng 5 đầu. Nhưng mà con rồng 5 đầu thì đã bị nó giết chết rồi các bạn nhé. Đây này.
Con rồng năm đầu lúc đầu là nó đứng ở vị trí này này. Đấy. Nó có thể là nó xuất hiện kiểu gì nó nhảy từ trong rừng này ra này. Mình mới đầu mình cứ nghĩ là nó đi theo đội quân của Sa Đình hết cơ. Nhưng mà không phải các bạn ạ. Hóa ra là chúng nó là riêng hết. Chúng nó gặp nhau là chúng nó sẽ đánh nhau. Nhưng mà một mình con rồng năm đầu đó thì không thể giết được rất là nhiều bọn Sa Đình hết này, nó phải hơn 10 con các bạn ạ. Rồi, có lẽ là chỗ này đã bình yên rồi đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem clip này nhé. Và như vậy là mình đã tiêu diệt xong Sa Đình hết. Và bây giờ không còn con nào ở đây nữa. Cảm ơn cả bạn xem và các bạn nhớ ấn đăng ký kênh này và ấn vào quả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ cập nhật cái thông tin video của mình nha. Ok, bye bye tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.